Phật giáo chúng tôi tạm chia ra là năm thành phần học đạo, năm thành phần tu đạo và theo đạo. Chúng ta hiểu đúng được năm thành phần này thì chúng ta sẽ không bị thoái thất bồ đề tâm. Chúng ta không để cho ngoại đạo lợi dụng Phật giáo để phá từ trong nội bộ Phật giáo của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng giúp cho những người lãnh đạo, những người cầm cân nảy mực, mình gọi nôm na là gì? Là chính quyền đó. Họ có cái nhìn đúng đắn, cái nhìn chuẩn xác và cái nhìn gì? Thiết thực về văn hóa, về tín ngưỡng, về Phật giáo ở Việt Nam của chúng ta. Vì sao lại như thế? Vì sao lại có như thế? Hay cũng đồng thời cũng đặc biệt là khiến cho một số tăng ni Phật tử, đặc biệt là một số tăng ni ngồi trên tòa giảng nói cho nó gì? Đúng với gì? Cái nhu cầu, cái bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Không có là gì? Nói cho sướng mồm, nói cho đã mồm. Cứ nói cho sướng mồm, nói cho đã mồm, cuối cùng là gì? Tự mình diệt mình. Sư tử trùng, sư tử nhục vậy. Đó. Cho nên cái đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu là gì? Trong Phật giáo của chúng ta có cái bộ phận Phật tử, bộ phận là người dân, nói đúng hơn là bộ phận là người dân, là gì? Gọi là Phật giáo đại chúng. Chúng ta cái bộ phận đầu tiên gọi là bộ phận Phật giáo đại chúng, hay còn gọi là gì? Phật giáo dân gian. Thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật giáo dân gian? Số 1 là gì? Một là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi Phật giáo dân gian. Thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, Phật giáo dân gian? Các quý vị thấy không? Chùa Khai Nguyên của chúng ta đây thôi, trong ngày mấy ngày Tết, đặc biệt là ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4, ba ngày đó lượng người đến chùa lễ Phật vãng cảnh rất là đông. Có lẽ từ khi thầy xuất gia đến năm nay là tròn 30 năm. Năm nay chùa Khai Nguyên của chúng ta trong mấy ngày Tết đón một lượng khách đông nhất từ trước đến nay. Bến xe ô tô bên ngoài thầy mở rộng chật ních. Các nhà dân họ gì? Họ cũng gì? Cũng mở ra để giữ xe, cũng kín luôn. Bến xe máy ở phía bên tay phải của ao phóng sinh Di Đà đó, năm ngoái để cả ô tô con và xe máy thì cũng vừa đủ thôi. Nhưng năm nay một mình xe máy để cái bãi đó thì hết sạch, còn chạy tận vào trong nhà thất của thầy nữa, nguyên xe máy. Cả cái bãi xe đằng trước nhà pháp hội mới này, cả bãi trong và bãi ngoài thì ô tô con kín luôn, và đậu vào cả gì? Cả chung quanh trong này, và có nghĩa là chỗ nào đậu được thì đậu. Đông như thế. Còn ngoài đường Cô Ba, ngoài đường 21, đường quốc lộ chính á, tắc đến gì? Đến tận, có lúc tắc gần đến gì? Đến ngã tư Lục Quân, tức là hơn cây số. Hơn cây số tắc đằng trên, hơn cây số tắc đằng dưới. Từ sân Tây xuống thì cũng tắc đến cả cây số. Từ cầu Đồng Mô xuống Lục Quân cũng hàng cây số. Như vậy tắc đến 2-3 cây số ngoài kia. Đặc biệt là ngày mùng 4, đông quá. Đúng cái lúc mà thầy ở trên, lúc khoảng 3:30-4 giờ thầy lên trên chùa Tản Viên, chùa Văn Lai, chùa Lai Bồ, chùa Văn Gia xong để về Khai Nguyên. Khổ có một cái xe 30 chỗ. Đi ra quay đầu, nếu cứ thuận theo cái người, các chú bảo vệ nhà mình chỉ dẫn, cái xe to 30 chỗ, 45 chỗ, họ đi xuống phía Lục Quân khoảng độ tầm
50 mét thôi, cái đến cái đường lối vào Đồng Mô đấy, họ đi thuận theo đường xuống, họ quay đầu, xong họ mới lên thì nó mất khoảng độ tầm 3 phút thôi thì không bị vướng, nó không bị tắc đường. Cái xe to 30 chỗ, 35 chỗ như thế, mà hai cái xe nối nhau, đi ra rẽ phải lên trên Sơn Tây luôn, cho nên nó mới tắc gì. Lúc đầu thì chỉ tắc cái chờ nhau một chút xíu thôi, chờ nhau có 2-3 phút thôi. Thế thì con xe trước chưa thoát được, con xe sau lại đi sát vào. Mà xe to thì ra đấy thì nó phải lùi ít nhất phải 2-3 đỏ mới lọt được. Vì đường bên kia là đường xe bên kia đi. Thế thì xe sau nó đụng mất rồi. Các xe sau tiến lên đụng vào nữa. Thế là thành tắc. Tắc đường. Mình lúc đó vừa từ ở trên xuống, không còn đường để vào chùa nữa. Thế là bảo chú lái xe thôi tấp vào bên lề sát ở bên gì? Bên tay trái đường này để đi xuống, nhưng mà không xuống được mà tấp vào sát đấy. Thôi bảo mấy gọi điện cho mấy bảo vệ với mấy người nhà mình ra để với mấy bác công an xã ra để điều tiết, điều phối để cho thông đường. Chờ mãi chả thấy đâu. Ai cũng tranh. Đi trong chùa ra cũng tranh, Hà Nội lên Sơn Tây cũng tranh, Sơn Tây xuống cũng tranh. Cho nên là đường đi bên phải thì lại rẽ sang bên trái, người đi bên trái thì lại gì? Quẹo sang bên phải. Cho nên nó lại càng tắc nữa. Mình ngồi trên xe cũng không thấy gì, thấy yên, cho nên mà thôi, ta vác mặt ta xuống để ta gì? Ta làm bảo vệ, ta điều phối xe vậy. Ta đóng giả cảnh sát giao thông để ta điều phối xe. Thế là mình xuống được khoảng 15 phút. Hôm đấy nó là nắng nóng đấy chứ. Bớ cả hơi tai ra, cho nên hôm đấy nó nóng nóng, thời tiết nó nóng nóng. Trưa hôm đấy nóng nóng tí, bớ cả hơi tai ra. Thế là nó thông được một tí. Thông được rồi thì tự nhiên có khổ, đúng là làm ơn mắc oán. Tôi mà cứ ngồi trong xe bao giờ nó thông thì tôi đi thì có ai nói gì đâu. Ấy, cái số của mình là số khổ. Số của mình là thấy gì? Thấy khó thì nhảy vào. Số của mình là gì? Là vì dân, cho nên là thấy tắc là mình từ ông trụ trì đi xuống để điều phối xe. Khổ, xe nó thông rồi. Thế có một cái xe ô tô cũ thôi. Xe Kia cũ. Chắc là cũng phải trước năm 2010 đó. Chú lái xe không nói gì. Mình vẫy vẫy đi, thông đường rồi. Cái chú ngồi xe sau mở cửa xuống. Sư ơi sư. Sư về nói với cái ông trụ trì cái chùa này á. Ngu bỏ sư ra. Xong mình cười, mình gật đầu. Thế là xong rồi còn nói tiếp. Bảo sư về đi học lại đi. Tổ chức lễ hội mà gì? Mà để tắc đường thế này. Ngu. Đi học lại đi. Thế mình dạ, A-di-đà Phật. Mình không nói gì. Thôi người ta chửi mình ngu thì cũng đúng thôi. Hoặc nếu mà mình không ngu thì mình tăng thêm cái sự gì? Sự nhẫn nại như Phật dạy là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Đấy là người ta thành gì? Người ta thành toàn cho mình trong cái sự nghiệp tu hành đó. Cho nên người ta chửi mình ngu, người ta chửi mình về đi học lại đi. Mình cười và gật đầu và A-di-đà Phật. Thế tự nhiên có một cái đôi vợ chồng đi xe máy, 2-3 cái xe máy đến đó. Chắc là cũng Phật tử nhà mình hay sao ấy. Thấy mặc áo nâu. Thấy chào thầy, nhưng lúc đó thầy cũng vội quá, thầy cũng chỉ gật đầu rồi, này thôi. Thế là cái chú đi xe máy, hai vợ chồng dừng lại bên cạnh. Sư làm gì mà anh lại chửi sư như thế? Thế người trong xe máy bảo liên quan gì đến ông mà ông chó mồm vào đây? Tôi nói là gì? Cái ông chủ trì cái chùa này ông ngu. Thế là cái vợ chồng cái chú đi xe máy, cái chú đi xe máy này, chú ấy bảo này, cả họ nhà mày khôn nữa cộng lại gì còn không bằng cái ngu của ông ấy đâu. Nói thế một cái thế là tức quá, không làm được gì, thế đóng cửa lên gì chạy mất.
Chúng ta có cần phải nói gì không? Không cần phải nói gì. Nhân quả nhãn tiền ngay ngày mùng 4 Tết. Đấy. Cho nên đó, Thầy nói với các quý vị là gì? Nhân dân Phật tử đến chùa rất là đông. Nhưng thực sự trong những ngày Tết đó, cũng có lúc Thầy lên trên Tam Bảo thì thăm, Thầy lên trên Đại Tượng thì thăm, hay Thầy ra đây thì thăm, đi các nơi lễ thì thăm. Có hàng vạn người đến chùa như vậy. Nhưng thực sự người dân vào chùa để lễ Phật thì chiếm rất gì? Rất ít. Thực sự những người Phật tử, những người dân mộ đạo chân thành, họ mới gì? Mới đi vào chùa lễ, mới vào đại tượng lễ, mới ra nhà pháp hội để lễ. Chiếm đến gì? Đến 90-95%. Không chỉ các bạn trẻ, cả những người trung tuổi và người lớn tuổi, thậm chí là cả những người mặc áo nâu và áo lam. Do phải sợ gì? Sợ bỏ dép ra trước khi vào lễ Phật. Do sợ phải cởi giày cởi dép. Do sợ mất đi cái đôi dép yêu quý của mình, cho nên chỉ đứng ở ngoài để bổ Phật mấy cái thôi. Thế là đi quay phim mà chụp ảnh selfie tự sướng. 80-95% như thế các quý vị. Cho nên đấy là về chùa khai nguyên của chúng ta. Chúng ta vào chùa Hương, đi Yên Tử, Tam Chúc, Bái Đính, vân vân. Chúng ta thấy gì? Dòng người đổ đến chùa rất là đông. Đông đến nỗi là tắc đường, đông đến nỗi là phải chờ nhau cả tiếng đồng hồ mới lên được cáp treo Yên Tử, cáp treo chùa Hương, vân vân. Rồi ở trong núi Bà Đen, cái trên núi họ mới làm cái khu văn hóa tâm linh, có thờ pho tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên đó. Tắc các Phật tử ở trong kia nhắn tin, gọi điện, đăng lên Facebook, Zalo với nhau, nói là gì? Đi vào ngày mồng 3, mồng 4 Tết đông lắm. Đông tắc đường, bỏ phải đi bộ cả gì? Cả chục cây số. Tức là phải gửi xe thì nó tắc đường cũng không vào được, phải chục cây số, bỏ xe đấy để đi. Gửi xe chục cây số để đi. Đi bộ mới đến khu núi Sam, nơi thờ Bà Chúa Xứ và nơi thờ ở trên quần thể trên Đức Quan Âm, trên văn hóa tâm linh trên núi Bà Đen. Đấy. Nhưng các vị thấy xem, người đi lễ Phật chân chính có nhiều không? Không. Cụ thể từ chùa Khai Nguyên của chúng ta mà suy ra, chùa Khai Nguyên của chúng ta là một cái nơi gì? Có thể nói là một cái trung tâm hoằng pháp của Phật giáo ở Việt Nam. Một cái nơi mà được rất nhiều người biết đến là nơi hoằng pháp, nơi tu tập, nơi mà Phật tử có thể nói là gì? Một trong những nơi mà có nhiều Phật tử biết được quy củ nền nếp thiền gia gì? Bậc nhất của ở Việt Nam này. Một trong những nơi, tôi nói một trong những nơi chứ không phải là nhất nhé. Một trong những nơi tăng ni Phật tử có cái quy củ nền nếp thiền gia. Nhưng nhìn lại tựu chung, 80-95% Phật tử đi chùa chỉ để gì? Vái Phật xong để tham quan vãng cảnh, quay phim chụp ảnh, đăng lên các trang mạng xã hội, lưu lại những khoảnh khắc tốt đẹp của đời mình, của cá nhân mình, của gia đình mình, của bản hội mình, của nhóm bạn thân với nhau mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn, đây chính là gì? Là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là gì? Phật giáo dân gian. Họ đi chùa, nhưng họ không phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử. Họ có đi chùa, nhưng họ không phải là Phật tử, chưa phải là người học Phật. Nhưng cũng gì? Cũng quý rồi các quý vị. Đây chính là gì? Họ có niềm tin vào Tam Bảo,
vào Phật Pháp. Cho nên họ mới đến gì? Đến chùa. Nó không có niềm tin, họ đến chùa làm gì? Không có niềm tin, mấy ngày hôm đó họ đi gì? Đi chúc Tết, đi đến những tụ điểm chơi bời như si lê nhạc hội, những nơi nhảy múa, những nơi ăn chơi, những nơi tiệc tùng, đúng không? Giống như có cái bài hát gì nhỉ? Tết nay anh không thèm đốt pháo, cái gì gì đó. Họ có cái niềm vui riêng của họ, họ đến chùa làm gì? Nhưng vì họ có tín ngưỡng, tức là họ có niềm tin vào Phật Pháp, nhưng mà niềm tin đó chưa sâu, chưa chín, cho nên họ đi chùa chỉ là để đến để vái Phật, đến để cầu bình an cho bản thân, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài cho bản thân, cho gia đình của họ mà thôi. Nhưng Phật giáo chúng ta vẫn chấp nhận. Đạo Phật của Việt Nam chúng ta gì? Chấp nhận các thành phần là gì? Tín ngưỡng Phật giáo, tức là có niềm tin vào Phật giáo. Và gì? Đó chính là gì? Phật giáo dân gian. Họ kết hợp giữa cái văn hóa tín ngưỡng của dân tộc, như việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các thần linh, thờ cúng các vị anh hùng người dân tộc, những người có công với đất nước. Thế nên chúng ta thấy những thành phần đó đến chùa là gì? Những người mà họ theo tín ngưỡng dân gian, vì họ thờ cúng tổ tiên mà, thờ cúng các vị anh hùng dân tộc, cho nên họ đến chùa là gì? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, hay là con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương, vân vân. Tín chủ con tên là Bùi Văn Kiều, địa chỉ, đọc địa chỉ ra, cùng với người nhà như thế này, thế nọ, thế kia, vân vân, ABC, đọc hết ra. Dạ, tín chủ chúng con cầu trời khấn Phật vuốt ve che chở, yêu thương độ cho cả gia đình tín chủ của chúng con một năm mới được bình an, được mạnh khỏe, được công thành danh toại, cầu gì nược được nấy. Thậm chí có người còn tham hơn, tiền vào thì như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như nước của cà phê phin. Đấy, trong Phật giáo chân chính, Phật giáo giác ngộ, Phật giáo tối thượng giải thoát của chúng ta không có những cái điều cầu nguyện là như thế. Nhưng để vào được cái, đạt được cái cảnh giới của bậc Phật giáo cao nhất, đó là Phật giáo giải thoát, Phật giáo Niết Bàn đấy, không phải ai cũng đủ duyên để làm được ngay. Cũng giống như đứa trẻ khi mới sinh ra nó đã bi bô tập nói được chưa? Chưa, phải qua một thời gian gì? Mẹ cho gì? Cho bú sữa, rồi cho ăn gì? Ăn cháo, rồi mới tập tập tệ là o e, là tập gì? Tập nói, rồi tập lẫy, tập bỏ, tập đi. Đúng không? Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà nói bô bô được ngay như tôi đang nói từ sáng đến giờ này không? Không. Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà đã biết hết được chưa? Được không? Khó lắm. Trừ những bậc thánh nhân xuất thế, ứng cơ độ chúng mới có thể làm được điều đó. Còn thì đại đa số sinh ra cũng phải gì? Học tập dần dần mới gì? Mới biết mọi thứ vậy. Cho nên Phật giáo chúng ta chấp nhận cái đội ngũ là gì? Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật giáo dân gian này. Vì không có đội ngũ này, nếu chúng ta tổ chức lễ hội, không thành ở lễ hội được. Không thể, tuyệt nhiên không thành được. Ví dụ không có cái mùa xuân này,
Chùa Hương, Yên Tử, Tam Chúc, Bái Đính hay là Khai Nguyên chúng ta vân vân. Không có cái đội ngũ những người đến chùa vái Phật xong đi chụp ảnh xong đi chơi ấy, tham quan vắng cảnh ấy, có gọi là xuân hội không? Không có. Kể cả những cái lễ hội văn hóa dân gian, những cái lễ rước ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo khắp đất nước Việt Nam chúng ta trong dịp tháng riêng này, chúng ta thấy nếu chỉ có các cụ ở Phú Giá, cái ban tổ chức để đi rước kiệu, rước thánh, rước thần, có thành lễ hội không? Không. Phải có nhân dân đứng hai bên để gì? Để vái lạy, để đi theo, để vui cười, có những cái trò chơi dân gian, nhảy đu ném còn, chơi đu ném còn, rồi cái gì đu dây đẩy gậy, vật võ vật dân tộc vân vân gì đó, nó mới tạo thành một cái lễ hội của dân gian, lễ hội ở vùng miền, lễ hội quốc gia vân vân. Cho nên nếu chúng ta bài xích Phật giáo, làm gì có chuyện Phật nhận đút lót của tín đồ Phật tử của nhân dân, mà tăng ni Phật tử Phật giáo lại gì? Lại để tiền vào tay gì? Tay Phật, tay Bồ Tát, tay các vị thần linh ở trong chùa, một số các nhà báo, những người làm phim, họ quay những cái hình ảnh mà người dân đi chùa để tiền vào tay Phật, xoa tiền lên gì? Lên thân Phật, vân vân, rồi xin lộc ấy. Họ nói đấy là Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan, Phật giáo chúng ta là hủ tục lạc hậu, Phật giáo chúng ta là ABC này nọ, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế phát triển của Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy đấy đâu phải là tăng ni, đấy đâu phải là những Phật tử chân chính làm những việc ấy, mà đấy là những gì? Những người có tín ngưỡng, có tâm họ đi chùa với một mục đích duy nhất, đó là đầu năm đi chùa lễ Phật để cầu bình an, cầu giải hạn, cầu cho một năm được sức khỏe, được mùa màng bội thu nếu như người làm nông dân, được mua may bán đắt nếu như người làm gì? Tiểu thương buôn bán, được thăng quan tiến chức nếu là người gì? Người làm chính trị xã hội, vân vân. Chúng ta thấy có một Phật tử thuần thành nào lại mang tiền đút vào tay Phật không? Không. Thầy đảm bảo với chúng ta không có một Phật tử thuần thành nào đi làm cái việc đó. Một Phật tử chân chính, một Phật tử thuần thành, một Phật tử gì hiểu giáo lý của Đức Phật, hiểu nhân quả của giáo lý Đức Phật, họ đến chùa, họ thành tâm lễ Phật một cách rất là cung kính. Họ lễ Phật một cách là như lý, như pháp. Nếu họ có gì? Có đồng tiền, công đức, giọt dầu, nén hương, một là họ để vào trong mâm gì? Mâm lễ hoặc đĩa lễ của họ, thành kính dâng lên trước Tam Bảo, trước Phật tiền, dâng xong rồi để lại đó cho nhà chùa. Đồng tiền, giọt dầu, nén hương thì để lại cho nhà chùa, mong nhà chùa là gì? Tích cóp lại để tu sửa chùa chiền, làm các việc Phật sự của chùa. Còn cái lễ dâng lên thì họ lại muốn để cho nhà chùa thì là tán lộc cho các Phật tử, cho những người đi làm công quả cả ngày vất vả ấy, mỗi người một quả cam, mỗi người một quay bánh nho nhỏ để làm cái lộc về để cho gì? Cho con, cho cháu ở nhà. Hoặc nếu có hạ thì họ chỉ hạ lấy đó một chút xíu cho đoàn, được mỗi người một quả cam hay một quả quýt hay một cái bánh nho nhỏ thôi, thì gọi là lộc Phật ngày đi lễ đầu xuân. Chứ họ không có tham, họ không có làm những cái việc
mà những như đại đa số những người tín ngưỡng đi chùa để cầu may ấy, cầu lộc, cầu tài, cầu sức khỏe, cầu bình an đó các quý vị. Đó. Cho nên á, qua cái bài giảng này, thầy rất rất mong rằng những người làm công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác quản lý tôn giáo, mà cao nhất là gì? Ngài Thủ tướng Chính phủ. Các ngài phải phân biệt rõ. Ở trong Phật giáo chúng tôi có 5 tầng lớp Phật tử đi chùa. Tầng lớp thứ nhất là tầng lớp mà tôi đang nói là tầng lớp gì? Phật giáo, Phật tử đi chùa. Những người dân đó không gọi là Phật tử, không gọi là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật giáo dân gian. Chúng ta không thể trách những người dân, họ đi chùa, họ chưa hiểu sâu về Phật giáo, họ rút từ trong túi ra những đồng tiền lẻ, họ xá Phật, rồi họ đi họ giải hết ở các ban, mỗi ban một đồng, mỗi ban vài đồng tiền lẻ đấy. Thậm chí họ cho vào cả tay Phật đó để với mục đích duy nhất đó là gì? Cầu một năm mới được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Đấy toàn là những người dân có quốc tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta đấy. Nếu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan thông tấn báo đài mà đả phá Phật giáo, đả phá những cái người đi chùa tín ngưỡng ấy, chính là chúng ta đang đả phá lại chính gì? Chính dân tộc của chúng ta, chính văn hóa, chính tín ngưỡng và chính sự gì? Hiểu biết của người dân chúng ta. Mà cái lỗi đầu tiên ở đây, phải nói thật với chúng ta, nói thật đôi khi mất lòng, nhưng thầy nói thật, không phải là Phật giáo tạo lên những gì? Những con người đi chùa vì tín ngưỡng ấy, vì Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo dân gian đấy, mà chính là gì? Nhà nước chúng ta đấy, giáo dục của chúng ta đấy. Mình Phật giáo làm sao giáo dục, dạy bảo hết cả được gì? Cả đến 2/3 dân số của đất nước Việt Nam chúng ta được. Không. Đảng, Nhà nước có cả cái bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, làm cả ngày, thậm chí làm cả thứ bảy chủ nhật các quý vị, thậm chí cả ngày Tết vẫn còn phải mở cửa để mà gì, để mà chia nhau đi làm, vẫn còn chưa xuể được cơ mà. Cho nên là chúng ta phải cảm thông, phải chia sẻ, phải cùng ngồi với nhau để tìm ra một cái phương pháp để giáo hóa, giáo dục dần dần cho người dân chúng ta hiểu được đi chùa phải như thế nào. Muốn được phúc, muốn được lộc, muốn được bình an thì phải tu nhân tích đức ra sao, phải sửa mình ra sao, chứ không phải là cứ đến chùa là vái vái mấy cái là bỏ tiền dúi vào tay Phật là có lộc, có tài, có bình an đâu. Xin thưa các quý vị, nó ăn sâu vào lòng dân tộc chúng ta cả nghìn năm lịch sử rồi. Bây giờ muốn giáo dục, muốn thay đổi cũng phải từ từng bước một. Nói chẳng đâu mà xa, ngay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đây thôi. Trước đây các Phật tử đi chùa, xin thưa các vị, 10 người thì đây có 8-9 người đi chùa, ai mà chẳng phải gì, trong mâm lễ chẳng phải có một chút đồng tiền gì, đồng tiền vàng, cái đồng tiền giấy đó, đồng tiền vàng, đồng tiền giả đó, đúng không? Kể cả đi chùa Hương, kể cả đi chùa Yên Tử, là hai cái nơi gọi là danh lam thánh tích bậc nhất của Việt Nam của chúng ta hàng ngàn năm nay. Nhưng chúng ta cũng phải cho vào đấy một gì? Thậm chí là mâm lễ thanh bông hoa quả rất là trang nghiêm, rất là tố hảo, nhưng mà vẫn phải bỏ vào đấy vài đồng tiền vàng mới thấy yên gì? Yên tâm. Nhưng từ khi nghe thầy
mở pháp tòa, giảng dạy về giáo lý Phật Đà chân chính cho chúng ta nghe. Chúng ta đi chùa, đến đạo tràng chùa Khai Nguyên, và các Phật tử của chùa Khai Nguyên, đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam của chúng ta, đi bất cứ chùa nào, trên mâm lễ của chúng ta có còn tiền vàng nữa không? Còn không? Không, tuyệt nhiên không. Các quý vị không tin, có thể chú quay phim chụp ảnh lia máy lên trên ban thờ này xem. Trên ban thờ có đồng tiền vàng âm phủ nào không? Tuyệt nhiên không. Trong tất cả các ngày lễ lớn, có tiền vàng, có âm phủ, có hình nhân thế mạng, có những cái đồ giả không? Cũng tuyệt nhiên không. Điều này nếu các cơ quan quản lý nhà nước không tin, có thể về kiểm chứng. Chỉ có những người họ chưa phải là Phật tử trong đạo tràng, họ chưa được học, chưa được hiểu sâu về giáo lý của Đức Phật, họ mới mang theo mà thôi. Cho nên giáo dục phải là gì? Phải cùng nhau ngồi lại, cùng nhau thương thảo, cùng nhau tìm cách, và cùng nhau gì? Bàn bạc để tìm ra đối sách. Khi có phương pháp, có đối sách rồi thì phải gì? Cực lực để giáo hóa, để tuyên truyền trên mọi phương diện thông tin đại chúng của giáo hội cũng như của nhà nước, thì dần dần dân họ mới gì? Mới hiểu ra, họ mới gì? Tin theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh thời, lúc mới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy có phải cụ thành lập ở Việt Nam không? Đâu, cụ thành lập ở nước ngoài đấy chứ. Thành lập ở nước ngoài, sau đó mới đem về Việt Nam. Từ chỗ gì? Hang Bắc Bó, cụ mới phát triển rộng nó ra. Và một hôm, cụ muốn thành lập bộ đội chính quy. Cụ nói với bác Võ Nguyên Giáp, lúc đó là chưa làm đại tướng đâu, lúc đó mới là đi theo bác thôi. Chúng ta xem mà cái clip mà cụ Giáp cụ kể lại ấy, ở tại hang Bắc Bó. Có cả lúc đó có cả anh Đồng, anh Duẩn và một số các anh nữa. Đây là cụ Giáp cụ nói như thế. Thì hôm đó là nằm trong một cái lán. Thế bác Hồ mới nói với bác Giáp lúc đấy. Thì thôi mình cứ gọi là hai bác này. À, thôi gọi là cụ Hồ và bác Giáp đi. À, cụ Hồ lúc đấy nói với bác Giáp, lúc đó chưa thành cụ đâu nhưng mình cứ gọi là cụ. À, cụ Hồ nói với bác Giáp là gì? Này chú Giáp, chú nghĩ xem, tìm một cái phương án nào đó để cho chúng ta có quân đội chính quy, chúng ta mới đánh thắng giặc. Bác Giáp trả lời cụ Hồ là gì? Là có cách. Có cách đánh giặc, có cách để thắng giặc, có cách để thành lập bộ đội chính quy. Thế bác Hồ nói với cụ Giáp là gì? Đánh thắng giặc, nhưng mà phải còn sống thì mới làm cách mệnh được. Thắng giặc mà không còn sống thì làm sao làm cách mệnh? Thế cụ Giáp mới bảo, thưa với cụ Hồ là gì? Yên tâm. Và mấy ngày sau lên một kế hoạch. Lúc đó đã phải bộ đội chính quy đâu. Mấy người đi theo bác và theo đảng là những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đấy thôi. Có mấy người thôi. Xong rồi cụ Giáp lên một kế hoạch, bắt đầu là đi xuống nhân dân, vận động những người yêu nước, những thanh niên trai tráng yêu nước, cầm súng, cầm dao,
cầm gậy để nửa đêm xông vào doanh trại của giặc, giết giặc. Chỉ trong vòng có chưa đến tiếng đồng hồ, giết sạch cả trại giặc mấy chục tên. Không chỉ giết một trại mà gì, mấy ngày liền như thế giết cả mấy trại. Tự nhiên gì, từ chỗ tay không tấc sắt mà đánh thắng giặc thù có đầy đủ súng ống, vũ khí, trang bị đầy đủ. Hay đương nhiên là tạo được một cái niềm tin lớn trong nhân dân, và khắp các nơi thanh niên trai tráng, những người yêu nước bắt đầu là tìm cách để đi về với bác, đi về với cụ Hồ, đi về với bác Giáp, và đi về với đảng, đi về với, và từ đó đi về với Cao Bằng, và từ đó mới thành lập ra bộ đội chính quy từ những người nông dân. Chúng ta biết là bộ trưởng cụ Giáp lúc đó được là phong là đại, sau này được phong là đại tướng, là bộ trưởng, nhưng mà chưa một ngày nhập ngũ, chưa một ngày thông qua cái trường lớp và sĩ quan nào, thế mà lại làm tướng mà lại tướng gì, tướng tài ba của thế giới nữa. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái gì nó cũng phải dần dần từng bước. Chứ thực sự mà thấy một số tăng ni, đặc biệt là một số quý thầy ở trong miền Trung, miền Nam, đã phá cái vấn đề thờ phụng nhiều các vị thánh, vị thần của các chùa chiền ở khu vực phía Bắc chúng ta. Kể cả cái gì, văn hóa đi chùa lễ Phật, rồi để tiền vào tay Phật, hay là lâm dâm cầu cúng, rồi dâng sao giải hạn, cúng 35, 49 thất trai tuần vân vân, cho đó là mê tín dị đoan. Chính từ trong đạo chúng ta nói ra cái điều đó, cho nên mới khiến cho một số gì ngoại đạo và một số những người làm quản lý nhà nước, cũng như là một số những người làm phóng viên báo đài, họ chưa nắm rõ được, họ cứ thế họ nhảy vào là họ gì làm ầm ĩ cả lên, khiến cho các cụ hòa thượng, các cụ lớn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ hội đồng chứng minh đến hội đồng trị sự cũng đau hết cả đầu. Thậm chí khiến cho cả các cơ quan quản lý nhà nước tối cao như là chính phủ cũng phải gì đau hết cả đầu. Trong thời bình mà chúng ta không cảnh giác, để cho một cái thế lực thù địch ở bên ngoài họ lợi dụng tôn giáo, họ chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, một lúc nào đó có thể trở tay không kịp, các quý vị. Không đơn giản đâu. Cho nên ở đây thầy nói ra cái gì, cái Phật giáo đầu tiên trong năm điều đặc biệt mà thầy muốn gửi gắm tới chúng ta trong đạo tràng ngày hôm nay, và kể cả những người làm công tác quản lý nhà nước, cũng như các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các ông, các bà làm truyền thông của đảng, của nhà nước, của chính phủ hay của các ban bộ ngành, những người yêu nước thật sự thì phải có cái nhìn chính xác để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tìm ra cái lời giải cho cái bộ phận tín ngưỡng hay còn gọi là Phật giáo dân gian mà số lượng lại rất đông đối với nước nhà của chúng ta bây giờ. Không có là một lúc nào đó thì chúng ta bây giờ bài xích Phật giáo. Thầy cứ lấy ví dụ, nếu bài xích được Phật giáo thì họ đi theo cái gì? Họ bỏ tôn giáo hay sao? Không có đâu. Chính những gì? Những chính trị, những nhà chính trị, những lão thành cách mạng của quốc gia bây giờ còn nghỉ hưu rồi hay là đang đương chức vẫn đi chùa lễ Phật, thậm chí là vẫn tìm hiểu Phật Pháp cơ mà. Đấy, cụ thể như gì? Như nguyên cố tổng bí thư Đỗ Mười, khi vừa nghỉ xong, ngài quy Tam Bảo,
và nghiên cứu ở Phật giáo, và thường là ngồi thiền. Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc chưa tịch, chưa mất, chúng tôi may mắn cùng với một số các bác lãnh đạo, các nhà khoa học đến thăm cụ ở tại nhà luôn, và được gặp cụ, nói chuyện với cụ khoảng 15 phút. Cụ nói về Phật giáo, và cụ nói rằng tôi bây giờ cũng hay ngồi thiền và cũng bỏ thời gian ra để nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lúc còn sinh thời, chúng tôi cũng đến nhà cụ hai lần thăm và mời cụ tham gia hội thảo khoa học quốc gia đợt tổ chức tại chùa Khai Nguyên và tại tỉnh Lào Cai đó. Cụ không đi được thì cụ cũng có viết một bài viết, và cụ nói chuyện với cả đoàn chúng tôi rằng bây giờ sức khỏe của tôi thì không cho phép để đi xa, để đến dự với các thầy, với các nhà khoa học. Nhưng tôi từ khi nghỉ hưu tới giờ tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu Phật Pháp. Mỗi một ngày tôi phải đọc 100 trang sách, trong đó 50 trang dành nghiên cứu Phật, 50 trang dành cho gì? Các tin tức về chính trị, về xã hội, về trong nước và quốc tế. Đây là đích thân gì? Cụ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lúc cụ còn chưa mất, chúng tôi đến thăm tâm sự nói chuyện với cụ. Cụ nói cái điều đó. Và có hiện nay chúng tôi đã hai lần tiếp xúc và mời cụ Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta. Cụ đã hai lần đi dự hội thảo, một lần tại chùa Khai Nguyên, một lần tại Lào Cai. Đi xa như thế mà cụ đi đến tận nơi, và cụ ngồi từ đầu đến cuối, ngồi từ sáng cho đến chiều bế mạc mới thôi. Một con người có thể nói là vì dân, vì nước hoàn toàn. Chúng tôi nhớ như in rồi, lần đầu tiên đến mời cụ tham gia hội thảo khoa học quốc gia về Phật giáo tại chùa Khai Nguyên năm 2019 đó. Cụ đọc một cái bài thơ về một lần cụ đi khi còn là đương chức là Chủ tịch Quốc hội, cụ đi viếng thăm Yên Tử, và cụ cảm thán về đức hạnh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và những vị tăng xuất gia ở tại núi Yên Tử. Và cụ làm một cái bài thơ dài phải đến gì? Đến hai trang giấy. Mà cụ bảo gần 20 năm rồi, tôi làm bài thơ này gần 20 năm rồi, nhưng khi cụ đọc cái bài thơ đó, không cần nhìn vào sách vở, không cần nhìn vào văn bản, cụ đọc lại từ đầu đến cuối, không sai một chữ, không thiếu một câu. Tôi cảm phục, trong lòng cảm phục vô cùng. Có thể nói là gì? Một lão thành cách mạng, chứ không phải là một chiến sĩ cách mạng, mà gọi là một lão thành cách mạng. Một vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước, của Quốc hội, mà có cái niềm tin Phật Pháp, và bỏ cái công sức trí tuệ để nghiên cứu về Phật Pháp như thế, thực sự là gì? Là đáng quý. Và cụ nói là gì? Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, cho dù ở thời đại nào, ở thời kỳ nào đi chăng nữa, cho dù có những thời kỳ các vị vua quay lưng với Phật giáo, hủy diệt Phật giáo, nhưng Phật giáo vẫn không quay lưng với gì? Với dân tộc, với đất nước. Không phản bội, không chống lại gì đất nước. Đây là đích thân của Nguyễn Văn An đó. Cụ nói ở tại nhà cụ cái năm 2019 chúng tôi đi
thỉnh mời cụ đến tham gia hội thảo như thế. Cho nên nếu chúng ta nhìn nhận Phật giáo một cái gì đúng đắn, chuẩn mực, thứ lớp, thì chúng ta không nên vì những cái tiểu tiết nho nhỏ mà chúng ta đăng đàn, chúng ta gì viết bài, chúng ta chỉ trích cho Phật giáo một cách là thâm tệ như hiện nay. Xin thưa các quý vị, mới khoảng chục năm nay mới có cái gì, cái vấn nạn truyền thông về Phật giáo như thế này thôi. Còn là trước đó các báo chí, báo đài mà viết về tôn giáo, không chỉ Phật giáo đâu, kể cả Thiên Chúa giáo, kể cả Tin Lành, cả Cao Đài, cả Hòa Hảo, vân vân, hết sức là gì, là tế nhị. Bởi vì các bài báo phải thông qua gì, Ban Tuyên giáo Trung ương, thông qua Bộ Truyền thông Trung ương, và thông qua Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, họ gì, họ định hướng đó. Bởi vì tôn giáo nó rất nhạy cảm, nó như con hổ đang nằm ngủ đó. Đừng tưởng hổ nằm ngủ tưởng là hổ chết, sang vuốt râu hùm có khi lại hỏng đấy. Hoặc nếu gì, giả sử bây giờ chúng ta cứ đưa ra một câu hỏi, nếu như đánh đổ được Phật giáo thì cái gì lên ngôi, tôn giáo nào lên ngôi tại Việt Nam, tôn giáo đó lên ngôi thì họ có đồng hành cùng dân tộc không, họ có cảm thông chia sẻ với dân tộc không, với đảng, với nhà nước, với chính phủ không, hay là họ quay lưng bất cứ lúc nào. Lịch sử Việt Nam của chúng ta rất rõ cái điều đó rồi, nó thể hiện rất rõ trong lịch sử rồi, chỉ cần nhìn lại lịch sử, học lại lịch sử, chúng ta biết rõ cái điều đó mà. Cho nên chúng tôi rất mong rằng qua cái bài chia sẻ Xuân An Lạc Giáp Thìn 2024 này của chúng tôi, các Phật tử chúng ta cũng hiểu rõ thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật giáo dân gian. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là gì, Phật giáo đại chúng, hay còn gọi là gì, Phật giáo nhập môn. Phật giáo đại chúng, Phật giáo nhập môn là thế nào? Xin giải thích một chút cho các Phật tử chúng ta, thế nào là Phật giáo đại chúng, hay còn gọi là Phật giáo nhập môn. Từ đâu mà có Phật giáo đại chúng và Phật giáo nhập môn này? Tức là gì? Từ những gì, Phật giáo tín ngưỡng hay Phật giáo dân gian, tức là từ những người thiện nam tín nữ, những người dân họ đi chùa lễ Phật đó, họ tiến lên một bước nữa, đó là có niềm tin vào Tam Bảo. Họ tìm hiểu và nghiên cứu giáo lý của Đức Phật nói cái gì. Giáo lý của Đức Phật là nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về luân hồi, vân vân. Nói rất nhiều, nhưng mà trong tâm của họ, họ nhận thức rất rõ là gì? Đó chính là gì? Là nhân quả, đó chính là luân hồi. Cho nên họ sợ nhân quả. Vì sợ nhân quả cho nên họ không dám làm việc ác. Vì họ sợ nhân quả cho nên họ chăm làm việc thiện. Vì họ tin vào luân hồi cho nên họ sợ gì? Sợ sau khi chết thần thức của họ đọa vào trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vì họ sợ luân hồi, sợ sau khi chết họ phải đọa xuống ba đường ác đạo, cho nên họ cố gắng để tu nhân, tích đức, hành thiện. Và một điều đặc biệt, Phật giáo đại chúng và Phật giáo thì nhập môn này, là họ phát tâm quy y Tam Bảo, tức là chính thức là người đệ tử tại gia của Đức gì? Của Đức Phật. Cho nên mỗi một pháp hội cầu an cầu siêu của Đạo Tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là các kỳ lễ lớn như tháng Giêng, tháng 7, tháng 4 và tháng 9, tháng 11, có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn lượt Phật tử mới quy y Tam Bảo, có hàng chục ngàn thiện nam tín nữ, già có,
trẻ có, trai có, gái có, thậm chí là có những cháu nhỏ mới 5-10 tuổi, bà hoặc mẹ dắt đến chùa lễ Phật và ngày đó cũng đăng ký quy tam tam bảo. Có những anh chàng thanh niên mặc áo me ô quần sóc đến dự pháp hội từ sáng đến trưa, nghe thầy giảng thấy thích quá, qua thời thượng cúng lại thấy là hoan hỷ nữa, cho nên cũng ra gì tự đăng ký để xin được quy tam bảo. Các Phật tử bảo chú mặc thế này làm sao mà quy tam bảo được. Thế bảo thế thì phải mặc thế nào? Bảo chú phải ra mua bộ quần áo nâu ở ngoài bến xe hoặc là ở ngoài tam quan đó để mặc vào, thì lúc quy tam bảo nó mới thành tâm, Phật mới độ cho. Thế là họ cũng gì? Cũng là ra bến xe hoặc ra tam quan để bỏ ra trăm nghìn, hơn trăm nghìn mua bộ quần áo nâu, thậm chí có những vị còn cẩn thận hơn, mua cả cái áo gì? Áo dài mặc vào để xì sụp lễ Phật, quy y tam bảo. Mới buổi sáng đi, họ chưa có một nhận thức gì về quy tam bảo cả. Nhưng chỉ qua có vài tiếng đồng hồ, qua những năm đi chùa lễ Phật trước đây, tức là họ là thiện nam tín nữ thôi, trong Phật giáo là thiện nam tín nữ, đi chùa lễ Phật trước đây là người tín ngưỡng tam bảo, tín ngưỡng Phật Pháp thôi, có niềm tin vào Phật Pháp thôi. Họ đi chùa vái Phật và quay phim chụp ảnh chơi bời thôi, vân vân, vãng cảnh du xuân thôi, vân vân. Tiến đến đi chùa tham dự pháp hội, tham dự khóa tu, một ngày, chưa hết một ngày, họ đã gì? Phát tâm quy y tam bảo rồi. Đây gọi là Phật giáo nhập gì? Nhập môn. Tức là chính thức trở thành đệ tử. Phật tử tức là gì? Chứ Phật có nghĩa là gì? Chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư và tất cả mười phương chư Phật. Phật có nghĩa là gì? Là giác. Chữ Phật tiếng Phạn là Bodhisattva. Phiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoạ. À, Bồ Đề Tát Đoạ là chữ là đấy chứ, là Bồ Tát chứ. Chữ Phật có nghĩa là gì? Là giác. Là giác ngộ. Có ba nghĩa, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, các quý vị. Đó là Phật. Đó. Cho nên họ trở thành người con của Đức Phật. Chữ tử có nghĩa là gì? Là con. Phật tử có nghĩa là con của Phật, những người con, những đứa con của Phật. Con của Phật thì có gì? Ngày mới thành đạo Đức Phật thuyết thì có bốn loại con. Một loại, hai loại con xuất gia, đó là tăng xuất gia và ni xuất gia. Tăng thì gọi là gì? Tỷ khiêu. Còn ni thì gọi là tỷ khiêu ni. Đây là hai loại con xuất gia. Rồi hai loại con tại gia nữa, đó là gì? Là ưu bà tắc và ưu bà di, tức là nam Phật tử và nữ Phật tử đó. Ưu bà tắc tức là chỉ cho những người nam quy tam bảo trở thành những người con Phật, gọi là ưu bà tắc. Còn nữ quy tam bảo trở thành người con Phật, gọi là ưu bà di. Đó, ngày đầu tiên, các kinh điển đầu tiên của Đức Phật nói Đức Phật có bốn hàng đệ tử. Chữ tử là nguyên âm của chữ Hán. Việt Nam của chúng ta chữ tử dịch là, có nghĩa là con. Cho nên ở đây chúng ta có nghĩa, cũng có thể dịch là gì? Là con của Đức Phật. Tại gia và xuất gia, ban sơ lúc đầu là nói về bốn hạng. Nhưng sau này, khi mà cái nhu cầu xuất gia trong tăng đoàn đông lên, già trẻ, gái trai đều, người có duyên đều muốn xuất gia tu hành theo Phật để cầu đạo giải thoát giác ngộ. Đức Phật nhận lời cho cả những đứa trẻ xuất gia. Đứa trẻ xuất gia đầu tiên mà có 8 tuổi đó là La Hầu La. Đức Phật cho thọ giới, cho thọ 10 giới, gọi là sa di, gọi là khu ô sa di. Khu ô sa di tức là gì? Là sa di đuổi quạ. Tức là cái vị sa di còn tuổi còn trẻ, thì ở bên Ấn Độ nó nhiều con quạ, con chim, con kền kền ấy. Cho nên nó sợ nó bay xuống, nó phá phách tỉnh thất, phá phách chùa chiền. Cho nên những đứa trẻ đó ở ngoài sân là gì? Cầm cái que, cầm cái gậy để xua đuổi, hút xu, hút xu. Thế là đuổi gì? Đuổi quạ, gọi là khu ô sa di, tức là sa di đuổi quạ. Còn những vị già mà muốn xuất gia thì Đức Phật không cho thọ đại giới làm tỷ khiêu ni, cũng cho thọ 10 giới, gọi là gì? Gọi là sa di danh tự.
Những vị 8-90 tuổi, 100 tuổi rồi muốn xuất gia, Phật không cho thọ 250 giới, 10 giới và 348 giới của tỷ kheo và tỷ kheo ni nữa, mà chỉ trao 10 giới thôi. Cho nên gọi là gì? Sa di danh tự. Đấy, chúng ta thấy bắt đầu từ đó là gì? Nam thì gọi là sa di, nữ thì gọi là sa di ni. Ni xuất gia thọ sa di 1, 2, 3 năm, Đức Phật chưa cho thọ giới tỷ kheo ni luôn, mà phải có gì? Năm trước, năm sau thì không thể thọ giới từ sa di ni lên tỷ kheo luôn, mà phải có 2 đến 3 năm học pháp, học 100 pháp, gọi là bách chúng học, học thêm 100 pháp để gì? Để chuẩn bị bước lên cảnh giới cao nhất của người nữ xuất gia, đó là sa di ni. Cho nên cái đó thêm một cái chúng nữa, đó là gì? Gọi là thức xoa ma na. Như vậy 4 chúng trước và 3 chúng sau cộng lại thành mấy? Thành 7 chúng đệ tử xuất gia và tại gia. Đây gọi là giai đoạn thời kỳ đầu, gọi là giai đoạn thứ hai của Phật giáo, gọi là Phật giáo đại chúng, hay còn gọi là Phật giáo nhập môn. Khi mới vào chùa, kể cả những người xuất gia như chúng tôi, lẫn những Phật tử mới quy Tam Bảo như chúng ta đã tu hành tinh tiến chưa? Chúng ta đã hiểu sâu về Phật pháp chưa? Chúng ta đã trở thành bậc cao tăng đắc đạo chưa? Chúng ta có thể ngồi trên bục giảng để giảng về chính pháp cho mọi người tin theo chưa? Chưa, mà chúng ta còn đang trong ở giai đoạn gọi là gì? Khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập cho bản thân, rèn luyện chính mình, giảm tham sân si, bỏ tham sân si. Đầu tiên là giảm nhé, xong mới đến giai đoạn là gì? Bỏ nhé. Đấy, bao giờ giảm dần xong mới bỏ, bỏ hết tham sân si thì tự nhiên tự tính thanh tịnh, bản lai diện mục của chúng ta từ từ hiện ra, gọi là khi đó mới gọi là bậc gì? Cao tăng đắc đạo, truyền bá chính pháp, phổ độ quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân 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 vân. Thì giai đoạn đó là giai đoạn gì? Sau cái thời kỳ gọi là Phật giáo đại chúng, hay còn gọi là Phật giáo nhập môn này. Cho nên chúng ta không thể trách chú Tiểu làm sai. Chú Tiểu làm sai, hay là sư bác làm sai, hay là Phật tử mới quy Tam Bảo có gì có vài tuần, vài tháng, hay 1 năm, 2 năm làm sai. Chúng ta không thể chửi họ được, không thể mắng họ được, không thể nguyền rủa họ được, không thể phế bỏ họ được, mà chúng ta phải gì? Từ từ ôn tồn để bảo ban, khuyến khích, động viên và giáo hóa họ. Đấy, giáo dục nó phải thế các quý vị. Giáo dục đâu có một nhát đã ăn ngay được đâu. Không có. Cho nên á, giai đoạn là Phật giáo đại chúng, hay còn gọi là Phật giáo nhập môn này, là chỉ cho các Phật tử đi chùa, Phật tử quy Tam Bảo rồi đi chùa, hay là những tăng ni xuất gia thì tu tập, nhưng mà do mới xuất gia vào đạo, hoặc là có trường hợp xuất gia vào đạo lâu rồi, nhưng mà do lười tu, lười học, lười thực hành lời Phật dạy áp dụng vào trong cuộc sống, cho nên cái tâm phàm của họ nó vẫn còn gì? Còn gần như nguyên vẹn như khi mới bước chân vào cửa Phật. Cho nên vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn mạn, vẫn nghi, vẫn tà kiến, vẫn ác kiến, vẫn biên kiến, vẫn kiến thủ, vẫn giới cấm thủ gì đầy rẫy. Cho nên chúng ta thấy gì? Sư cũng có thể gì? Cãi nhau. Sư cũng có thể đánh nhau. Sư cũng có thể lừa đảo Phật tử để bị pháp luật gì? Trừng trị. Những thành phần đấy gọi là thành phần gì? Phật giáo nhập môn. Giống như các cháu, các con, các cháu của chúng ta sau học vỡ lòng, học mẫu giáo đó, nay nó mới vào cấp 1. Đứa trẻ nó mới đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Nó hiểu chưa sâu về gì? Về kinh tế, chính trị, pháp luật của nhà nước, mà nó vi phạm pháp luật nhà nước. Nhà nước đã xử đứa trẻ 3, 4 tuổi, 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi đi tù chưa các quý vị? Xử chưa? Đứa trẻ vi phạm, đứa trẻ học cấp 1 vi phạm pháp luật đã xử đi tù chưa? Chưa. Mà Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta có cái chính sách giáo dục đó là gì?
khoan hồng, và nhà trường cùng với gia đình cùng nhau bảo ban và giáo dục cho đứa trẻ đó, dần dần nó hiểu được đâu là vi phạm pháp luật, đâu là pháp luật cho phép, đâu là pháp luật không cho phép, điều gì các con được làm, điều gì các con không được làm, vân vân và vân vân. Dần dần đứa trẻ nó mới gì? Nó mới sáng ra. Nó mới trở thành người con ngoan trò giỏi của gia đình và của đất nước chứ các quý vị. Có đúng không? Đó. Thế bây giờ chị nhìn vào gì? Một cái gì? Cứ nhìn thấy một cái gì, cái vết gì đó, nhìn thấy một vị sư hay một thầy chùa nào đó vi phạm giới luật hay làm sai một cái, ầm ầm vào, kéo nhau vào chửi. Nếu mà như vậy, dân tộc này, đất nước này, họ nhìn thấy một cán bộ vi phạm pháp luật, thấy một lãnh đạo cấp cao của đảng, của nhà nước bị bắt, bị đi tù, họ quay lưng với đảng, quay lưng với nhà nước, quay lưng với cái thể chế chính trị này, thì hỏi rằng đất nước chúng ta còn thái bình, còn thịnh trị không? Chắc chắn không. Cho nên các cụ chúng ta mới từ xưa đến nay có một câu rất là hay: con sâu làm dầu nồi canh. Xin thưa các quý vị, câu nói này rất là chuẩn, rất là đúng. Bất cứ một tổ chức chính trị xã hội nào, một tổ chức tôn giáo nào được thành lập lên, trải qua một thời gian hoạt động, có đông người đi theo, tin theo và vào trong tổ chức ấy, thì không thể tránh khỏi được các quý vị. Không thể tránh khỏi được. Chúng ta cứ nhìn ngay như trong mỗi gia đình chúng ta, khi còn hai vợ chồng mới yêu nhau, ôi giời sướng chưa? Một ngày, ngày xưa không có điện thoại, không đến gặp nhau được thì có mà ngủ ngoan không? Hả? Không ở xa, không đến gặp thì về vài ngày thì phải viết gì? Em thân mến, hôm nay ngoài trời mưa xuân lất phất, anh rất nhớ em, cho nên anh cầm cây bút, anh đút vào lọ mực. Không, ngày xưa câu này này, câu này cái thằng bạn thầy ngày xưa nó lừa thầy viết thư như thế. Nó lừa thầy viết thư cho người yêu, mày phải viết như thế. Hôm nay tả cảnh trời, cảnh đất, cảnh mùa xuân, cảnh gì gì đó, tả cảnh thực một tí, chút xong gì, anh rất nhớ em, cho nên anh cầm cây bút, anh đút vào lọ mực. À, anh từ từ bơm mực, trong cây bút của anh có đầy gì, ruột mực chứa đầy lòng yêu thương và nhớ nhung của anh, muốn gì, muốn gửi đến em. Ghê lắm, mình đúng là thật thà chất phác, cho nên cũng viết như thế. Và chúng nó thì bên kia nó nhận được lá thư và cùng chơi với nhau, thế là nó đem ra thì nó đọc trước mọi người, thế là nó cười cho vỡ cả bụng ra. Ai lại viết cầm cái bút thì được, nhưng ai viết cái từ cầm cái bút anh đút vào lọ mực? Cái từ đấy chỉ là cái từ gì, nhà quê, từ cực quê. Thế mà gì, nó lừa mình cũng viết. Đúng là dốt toàn tập. May ngày xưa dốt, cho nên hôm nay mới còn lại ở đây. Ngày xưa mà khôn khôn thì gì, ma đăng già nó kéo bố đi rồi. Bây giờ trở thành gì, có khi trở thành ông nội nó rồi. May mà ngày xưa ngu dốt dốt, cho nên gì, bị các cô chê, các cô mới bỏ sót gì thì Phật mới rước đi. Không có thì toi rồi. Thôi rồi Lượm ơi. Thôi nói vui chút thế chúng ta đỡ buồn ngủ. Đấy, thôi trở lại bài đang nói là gì. Đang nói là Phật giáo đại chúng, hay gọi là Phật giáo nhập môn này, ở giai đoạn này, nếu có những tăng ni hay những Phật tử sai phạm về giới luật của Đức Phật, thậm chí là gì, vi phạm pháp luật nhà nước, nếu còn gì cải tạo được thì cho họ cơ hội để họ cải gì, cải tạo. Nếu còn có thể giáo hóa được, tha thứ được, thì lấy lòng từ bi hỷ xả
tiếp nhân độ chúng của nhà Phật để tha thứ cho họ, dẫn dắt họ, khuyến hóa họ, dìu dắt họ, để cho họ từng bước đi qua cái giai đoạn khó khăn ban đầu của giai đoạn nhập môn học Phật vậy các quý vị. Cho nên mấy hôm rồi, mấy hôm Tết đó các Phật tử, khổ cái thân tôi, đi xe đạp qua một vòng để xem xét là xe cộ rồi an ninh trật tự mọi cái, gặp một nhóm Phật tử già có trẻ có, ôi thầy đây rồi, có phải thầy thật không, thầy đây rồi, bầu kín vào luôn, 30-40 người vào. Thì lúc đầu thì nói chung Nam Mô A Di Đà Phật rồi lễ phép lắm. Xong rồi cái có một cái bà cụ cũng phải tầm 60-70 rồi. Rồi đứng ở ngoài chỗ đông đông thôi, ở ngay ngoài cái góc gần cái chỗ viết giải lụa này. Tóm được thầy ở đấy, xong xe thì vẫn ngồi trên xe, đứng quay tròn hết luôn. Chúng con ở tận trong Thanh Hóa, nghe thầy giảng mấy năm nay rồi, nay mới đủ duyên ra đây. Trước khi đi là cả đoàn chúng con ở trên xe đều cầu nguyện là cầu Phật tổ gia hộ cho hôm nay gặp được thầy Thịnh bằng xương bằng thịt. Thì may quá, đúng là gì, Phật Pháp linh thiêng độ cho chúng con gặp được thầy đây rồi. Thế nói chuyện một tí, xong mình bảo vâng, cảm ơn các cụ các Phật tử. Thôi về chịu khó tu tập tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để chuyển hóa tâm thức của mình, để tu tập hộ trì Phật Pháp, hộ quốc an dân vân vân, là trách nhiệm của người tăng ni Phật tử của chúng ta đối với quốc gia dân tộc phải như thế. Thì mấy cụ bảo vâng, A Di Đà Phật, chúng con tụng kinh Địa Tạng của thầy năm nay rồi, có người bảo gần 2 năm nay rồi. Xong xuôi đâu đấy bảo là thôi được rồi, thì thầy đang bận là các Phật tử đi lễ Phật đi. Trong đoàn có một cụ từ ở đằng sau, ôi thầy ơi, cho con sờ tay thầy một cái. Thế là cụ lao lên mình không kịp phản ứng nữa. Thế là cụ gì? Cụ không chỉ sờ tay mà cụ ôm chầm lấy mình một cái. Thế là mấy cô, mấy cụ, mấy Phật tử đằng sau, có cả mấy cô trẻ trẻ 20-30 cũng thế, cứ nhao nhao bảo là với tay lên là thầy cho con sờ thầy một cái. Mọi người ở bên ngoài họ cứ gì, tròn xoe cả mắt họ nhìn. Mình thì xấu hổ là gì, muốn chui xuống dưới đất mà chẳng chui được. Họ vây kín là chẳng chui được. Đấy, đấy là gì? Những người họ mới đến chùa, họ mới học Phật. Vì tôn kính Tam Bảo, khát ngưỡng chư Tăng, mến kính mến mình, họ mới có những hành động như thế. Thầy chửi họ làm sao được? Mặc dù đấy là không phải nam nữ thọ thọ bất thân, huống chi là ở giữa cái nơi thanh thiên bạch nhật, ai lại bà vãi lại nhảy vào ôm chầm lấy sư như thế, xin sờ tay mà ôm lấy cả người. May cụ ấy cũng lớn tuổi, học theo bà cụ ấy. Cả đoàn này thì cứ thế là nhao nhao là vào là sờ tay vào là gì, người thì sờ đầu, người thì sờ ở tay, may không có ai sờ chân. Vì lúc đó mình ngồi thấp thấp, ngồi trên xe nhưng mà mọi người bâu kín vào rồi. Đấy, khổ thân. Nhưng mà mình xấu hổ, nhưng nhìn ra bên cạnh mọi người cứ tròn xoe mắt lên nhìn, mắt chữ O, mồm chữ A. Nhìn mình nhưng mà mình cũng có dám cáu đâu. Cứ phải, thôi, dạ, thôi các cụ ạ, thế đủ rồi, thế là được rồi. Thôi được rồi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có dám mắng đâu, có dám cáu đâu. Bình thường mà là Phật tử thuần thành mà như thế thì chết. Bà điên à, bà chập mạch à, bà chạm mát à, bà hâm hâm à, bà dở hơi à. Làm cho một chàng thì có khi cả năm chả dám đến chùa. Mà có đến chùa cũng không dám gì, không dám nhìn thầy, không dám chào thầy nữa chứ. Đấy, vì mình biết rằng họ tận ở các tỉnh xa, nghe Pháp 1, 2, 3 năm rồi, chưa đến chùa lần nào cho nên chưa được gặp. Nay vì khát ngưỡng Tam Bảo, vì tôn trọng mình, họ mới có những hành động như thế. Thế mình cũng nhẹ nhàng ôn tồn để bảo họ cho họ biết thôi. Trách họ làm sao được, mắng họ làm sao được, mà coi họ là gì, sàm sỡ mình làm sao được các quý vị. Đấy,
Cho nên Phật giáo nhập môn, giai đoạn này là giai đoạn chúng ta phải cùng nhau để giáo dục cho người ta thành người giống như bố mẹ, ông bà, gia đình và nhà trường, xã hội cùng nhau để dạy bảo cho các cháu học cấp 1, cấp 2 đó các quý vị. Đấy, nhận thức nó chưa đầy đủ, nó chưa chuẩn mực thì cả xã hội, nhà trường và gia đình đều phải vào cuộc để giáo dục, dạy bảo cho các con nó, để nó thành người. Đấy, đấy là gì? Đấy là chỉ cho giai đoạn Phật giáo thứ hai là Phật giáo đại chúng hay còn là Phật giáo nhập môn. Chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó. Khi mà thấy một vị sư nào đó, một Phật tử nào làm sai, chúng ta lấy lòng từ bi, lấy sự vị tha, nhân ái để giúp đỡ họ, bảo ban họ, sách tiến họ. Còn ôi, cái gì? 11:30 rồi á? Đồng hồ hôm nay nó thế nào ấy chứ? Mới nói có được đến cái thứ hai, 5 cái mới nói được cái thứ hai mà đến 11:30. Buổi khai pháp đầu năm mà thời gian nó trôi thế nào đấy này. Thời gian nơi xin quay chậm lại. Để cho tôi nói hết 5 điều khiến cho Phật tử kính yêu, nghe lòng hoan hỷ, vỗ tay ầm ầm. Thơ ghê quá, nghe bài thơ mà nổi cả da gà. Thế còn 3 điều nữa có hoan hỉ cho thầy nói nốt không? Đói chưa? Đói rồi hả? Thôi nhà bếp thầy ngó vào trong bếp ngửi mùi nấu, thức ăn vẫn chưa chín đâu, chưa kỹ. Cho nên đợi khoảng độ chút xíu nữa, nhà bếp nấu chín chúng ta xuống ăn cơm liền. Điều thứ 3 chúng ta nên biết, đó chính là gì? Phật giáo nghiên cứu hay còn gọi là Phật giáo khoa học. Tức là gì? Ở trong xã hội có những tầng lớp tri thức, những người có địa vị cao trong xã hội, họ mến Phật, họ mộ Phật, nhưng họ không tu theo Phật, họ chỉ thích nghiên cứu thôi. Mà đặc biệt cái này là phương Tây à? Việt Nam chúng ta bây giờ học theo phương Tây á, các nhà khoa học nghiên cứu Phật giáo cũng rất nhiều, nhưng nghiên cứu chỉ để gì? Để viết lách, để làm gì? Làm luận luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, rồi bảo vệ cái thành quả nghiên cứu khoa học của mình thôi, chứ không tu hành. Họ không tu, họ không quy tam bảo, họ chỉ nghiên cứu thôi. Đấy, đặc biệt là gì? Ở Việt Nam chúng ta những năm gần đây có rất nhiều những giáo sư, những tiến sĩ hướng dẫn cho các học sinh của mình, các học trò của mình nghiên cứu Phật giáo, làm những đề tài khoa học về Phật giáo. Thậm chí có thể họ nghiên cứu rất là rộng, không thể nói là sâu được, nghiên cứu rất rộng, rất rộng. Họ dẫn chứng hết kinh này đến sách nọ, hết luận này đến luận kia. Họ dẫn chứng ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật giáo. Họ dẫn chứng các bậc tổ sư nổi tiếng ở trong Phật giáo nói cái gì, dạy cái gì. Rồi họ dẫn chứng gì? Phật giáo, giáo lý của Phật giáo đem áp dụng vào đời sống thực tiễn của xã hội, bối cảnh chính trị xã hội hiện nay cũng như là ngày xưa, cũng như là hiện nay, đem lại lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, vân 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 vân. Phật giáo đem lại lợi ích gì cho quần sinh, cho nhân loại, vân vân và vân vân. Tầng lớp này phần lớn là những tầng lớp tri thức, họ là những người có địa vị trong xã hội, thậm chí là gì, là những nhà chính trị
cấp cao, những nhà khoa học, những nhà bác học, những tỷ phú, những đại gia, vân vân. Họ tìm hiểu Phật Pháp, nhưng họ không tu. Họ gọi là thỏa mãn cái niềm đam mê nghiên cứu khoa học của họ thôi, chứ không tu. Họ không quy Tam Bảo, và cũng không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền. Họ nghiên cứu, viết bài thôi, khá nhiều. Thậm chí là rất nhiều là khác. Cho nên hàng thứ ba này là gì? Phật giáo nghiên cứu, hay còn gọi là Phật giáo khoa học, dành cho một bộ phận yêu mến Phật Pháp, nhưng họ không thực hành theo lời Phật dạy. Rất yêu, rất mến, rất có cảm tình với Phật giáo. Cho nên họ nghiên cứu Phật giáo rất rộng, khá sâu. Rất rộng, khá sâu. Nhưng họ không làm theo lời Phật dạy. Tức là không quy Tam Bảo, không trở thành một Phật tử, không tụng kinh niệm Phật, không ngồi thiền, không chỉ chú, không ngã tất cả. Chỉ có viết lách, chỉ có nghiên cứu thôi. Vân vân. Đó, tầng lớp thứ ba là như vậy. Còn tầng lớp thứ tư, đó là Phật giáo phổ thông, hay còn gọi là Phật giáo thực hành. Phật giáo phổ thông, Phật giáo thực hành là sao? Chính là cho những tăng ni Phật tử, những phàm phu tăng như chúng tôi. Xuất gia, như tôi, bản thân tôi 30 năm nay, kể từ khi xuất gia cho đến bây giờ. Hỏi tôi phải là cao tăng chưa? Chắc chắn chưa. Hỏi tôi đã đắc đạo chưa? Tôi trả lời cũng chắc chắn chưa. Vì đích thực tôi vẫn là một phàm phu tăng. Vẫn phải học, vẫn phải tu. Tu từ cái dễ nhất cho đến cái khó nhất. Đều phải học, đều phải tu, đều phải cố gắng thức khuya dậy sớm, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để hoàn thiện bản thân mình. Làm các công việc Phật sự từ trung ương đến địa phương, các cụ giao phó cho cái gì mình cố gắng gì, làm và làm. Chỉ mong được đóng góp một chút công sức nho nhỏ của mình cho cái ngôi nhà chung, đó là ngôi nhà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho ngôi nhà chung của Phật giáo, để Phật giáo luôn được đồng hành cùng dân tộc, để Phật giáo tạo được niềm tin ở trong đại đa số dân chúng, và tạo được niềm tin đối với gì? Các cấp lãnh đạo, chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tạo được niềm tin đối với những tầng lớp tri thức, đối với những tầng lớp, những người có gì? Có điều kiện, có vị thế ở trong xã hội này. Vân vân và vân vân. Cho nên Phật giáo phổ thông hay gọi là Phật giáo thực hành này, thì chỉ cho những tầng lớp, những tăng ni Phật tử, những phàm phu tăng đang trên bước đường học hạo, học đạo, tu hành như chúng ta, như chúng tôi, và như các Phật tử chân chính tu học của chúng ta vậy. Chúng ta chăm chỉ, có pháp hội, chúng ta đến chùa, trước là để nghe pháp, sau là để gì? Hộ pháp, khiến cho đạo tràng của chúng ta ngày càng gì? Càng đông vui, càng phát triển, càng lớn mạnh. Từ đó khiến cho cái phong trào học Phật ở miền Bắc của chúng ta nói riêng, và cả nước chúng ta nói chung, ngày càng càng được như vườn hoa muôn màu, muôn sắc, trăm hoa đua nở đó vậy. Cho nên giai đoạn này, những người học Phật phổ thông, Phật giáo phổ thông hay là hay còn Phật giáo thực hành này, thì xin thưa các quý vị, chúng ta ít bị mắc lỗi hơn. Không phải là không còn lỗi, lỗi vẫn còn, nhưng mà ít hơn. Có mắc thì mắc những cái lỗi gì? Nó nhỏ hơn, mọi người có thể bỏ qua, xã hội có thể thông cảm được, thì không nói làm gì. Đó, ví dụ như hôm trong năm, có một nhà báo gọi cho tôi, nói rằng có người làm đơn kiện nhà chùa với 5 nội dung, trong đó toàn nội dung về xây dựng trái phép, xây dựng
chưa được các cơ quan quản lý nhà nước đồng ý vân vân. Thầy nói với nhà báo đó rằng dạ, cảm ơn các bác đã gì, đã nhắc nhở, đã thông tin với thầy. Thầy rất là cảm ơn các bác. Nhưng báo cáo bác, tất cả những việc làm của thầy, các bác lãnh đạo chính quyền từ xã cho đến thị xã, cho đến thành phố Hà Nội, thậm chí là cả trung ương, các bác đều biết. Từ những người quản lý tôn giáo cho đến người quản lý chính quyền, các bác đều biết. Không phải là họ không biết gì, nhưng vì sao họ lại, các bác ấy lại tạo điều kiện cho thầy làm? Vì mọi người nhận thấy cái việc của thầy làm trước hết là vì Phật giáo, thứ nữa là vì dân tộc, vì những người dân, vì những người Phật tử già trẻ, gái trai, những người yêu mến Phật pháp. Chứ thầy không có làm cái gì riêng cho bản thân. Thầy không có cái gì riêng cho bản thân cả. Các Phật tử đến chùa cúng dường, các thầy tích cóp lại, thậm chí là có một đồng còn vay thêm cả một đồng để sau này tìm cách trả dần, để xây dựng chùa cảnh, làm đẹp cho quê hương, làm đẹp cho địa phương. Chùa cảnh mà trang nghiêm đẹp đẽ tố hảo thì tín đồ Phật tử thập phương tìm về lễ Phật, nhân dân trong vùng từ đó trồng được mớ rau, hái được quả na, quả mít, quả xoài, đem ra trước cửa chùa bán cái hết ngay. Trước đây đi chợ có khi ngồi từ sáng đến chiều bán chưa hết cái mớ rau, bán chưa hết cái rổ rau, nhưng đem ra cửa chùa, miễn là rau sạch, phút mốt đã hết ngay. Đấy chẳng phải là Phật giáo góp phần an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân địa phương hay sao? Rồi chùa chiền, nhân dân hiến đất, nhân dân tạo điều kiện ủng hộ cho thầy làm chùa mở mang, chùa cảnh. Thì bãi xe, bãi cộ, dân đến chùa gửi xe có mất tiền đâu. Rồi cả cái bãi xe, thầy còn phân khu tạo ra những cái lô chợ cho gì đó, bà con gì, gần như là gì? Bán hàng miễn phí. Gọi là năm nay thầy gọi là để cho nó vào trật tự, chị An trật tự. Thầy bảo là mỗi cái cửa hàng bán hàng đó, mỗi một năm nhiều thì đóng góp mấy triệu, ít thì 1-2 triệu, mấy trăm nghìn, để thầy cũng không tiêu cái đồng đó, mà giao cho những người làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, các bác khuya sớm ở xã đi đến để giữ gìn an ninh trật tự, gọi là có đồng để các làm cái quỹ nhỏ nhỏ để cho các bác gì làm cái việc an ninh uống nước mà thôi, nó chả đáng là bao cả. Đâu có phải vì cá nhân đâu, vì cái chung đấy chứ. Cho nên từ trung ương xuống địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước không phải là người ta không biết, không hay, không phải là người ta mù mắt, không phải là người ta không có trí tuệ. Người ta tạo điều kiện cho các thầy làm chùa, tô tượng, đúc chuông, mở mang chùa cảnh, làm một cái nơi sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, làm một cái nơi giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho các cháu nhỏ mỗi khi mùa hè đến vậy. Thế nghe mình phân tích như thế, thì vị ấy nói rằng vâng, thì tôi thấy người ta bảo tố cáo, làm không phải tố cáo, làm đơn gửi và nhà chùa xây dựng thế này thế nọ thế kia, thì tôi vậy thôi, bây giờ nghe thầy nói như vậy rồi thì chúng tôi thôi, chúng tôi không lên nữa. Thầy bảo thế hôm nào bác cứ lên, trong năm bận thì ra Tết rồi đi lên lễ Phật xong rồi nếu mà đủ duyên thì ngồi ăn cơm chay với thầy có sao đâu. Đấy, từ Tết đến giờ tiếp nhiều đoàn rồi, ăn cơm với nhiều đoàn rồi.
tổng biên tập có, giám đốc cái đài truyền hình, báo đài cũng có, ngồi ăn cơm với thầy mấy lần rồi. Hình như hôm nay là có cả một cụ cố vấn của Tổng Bí Thư ra của đoàn để ăn cơm nữa. Sao đó? Nếu mà mình làm vì cái tâm, vì dân tộc, vì đất nước, vì cái chung của Phật giáo, người ta cho làm thì mình làm, không có cho làm thì mình gì? Mình dừng, mình tu có sao đâu mà càng khỏe. Quan điểm của thầy là thế. Cho nên á, đấy, xin thưa các quý vị, giai đoạn thứ tư, cái điều thứ tư đó là gì? Phật giáo phổ thông hay còn là Phật giáo thực hành này. Khi chúng ta thực hành chính pháp, đem lời Phật dạy áp dụng vào cuộc sống, vô ngã vị tha, vì đại chúng, vì cái chung của dân tộc, của đất nước, của Phật giáo, mình có, cho dù mình có sai cái này, cái nọ, cái kia một chút, thì người ta cũng dễ gì? Dễ thông cảm thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập mà chưa sâu, mà có mắc một vài cái lỗi lầm gì, thầy cũng gì? Cũng quay mặt là làm ngơ để cho chúng ta đỡ ngượng ấy mà. Đấy. Không chỉ cái đoàn hôm rồi xin sờ tay mà ôm cả người, mà ngay tại cái góc đây này, mấy người đang chụp ảnh thầy đi qua, chạy theo, ôi thầy ơi, thầy có phải thầy Thịnh không? Mình dừng xe lại bảo vâng, các cô có việc gì đấy? Thầy ơi cho con chụp một kiểu ảnh với thầy, có con nghe thầy giảng suốt ở trên mạng, cả nhà con nghe thầy giảng mấy tháng nay rồi. Mình lúc đó chạy sao được? Chạy sang một cái bảo thầy ơi, chạy sang tới nơi là giữ cái yên xe đằng sau rồi. Giữ mà rồi để cho mình khỏi gì? Khỏi đi. Đấy. Thế. Nhưng khi nghe người ta nói là cả nhà chúng con nghe thầy giảng mấy tháng nay rồi, cho nên mình cũng phải cười tươi mà bảo ồ thế à? Nhà cũng nghe giảng à? Bảo vâng, nhà chúng con, cả nhà chồng con rồi chúng con đều nghe pháp của thầy. Đặc biệt là chồng con trước nay hay đi uống rượu, về hay chửi vợ chửi con, nhưng mấy tháng nay khi nghe thầy giảng một cái là gì? Là Tết nay anh không say nữa thầy ạ. Cái thứ nhất là uống rượu thì không được lái xe, cho nên anh không say. Mà có lẽ là cái điều quan trọng nhất đó là anh nghe thầy giảng, cho nên anh không say nữa. Đấy là đáng vui hay là đáng buồn? Vui chứ. Vui thì phải cho một chàng pháo tay giòn giã vào chứ, như pháo nổ mùa xuân đấy chứ. Vui mà lật bà lẹt bẹt. À thôi cũng đúng thôi, từ sáng đến giờ đói rồi. Nhưng mà đói thì đói, đầu xuân năm mới vỗ tay thì cứ phải cho nó một chàng giòn giã, dơ cao lên cho nó khí thế. Đấy, thế nào được chưa? Chưa được, mới có 7 điểm rưỡi thôi. Mới chấm 7 điểm rưỡi thôi. Muốn được 10 điểm thì phải làm lại. Thêm một điểm nữa là được 8 điểm rưỡi. Chưa được. Chưa được. Đầu xuân năm mới phải 10 điểm cho nó vui. Cái xóm giữa kia vẫn chưa được. Tăng thêm 5 điểm thành 9 điểm. Nào, bỏ tay xuống cùng dơ cao và vỗ giòn giã lên xem nào. Đấy, A-di-đà Phật, nó phải thế này mới được 10 điểm chứ nè. Chúc mừng các cụ, các Phật tử. Đầu xuân năm mới đi lễ Phật được 10 điểm thầy trao. Mong rằng một năm mới bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà của chúng ta. A-di-đà Phật. Còn một điều thứ năm nữa mà Phật tử chúng ta nên biết, phải biết, nên biết đó là gì? Phật giáo xuất thế. Phật giáo hay còn gọi là gì? Niết bàn Phật giáo. Hay là Phật giáo Niết bàn. Đây mới chính là gì? Cái chỗ gì? Cao nhất của nhà Phật chúng ta. Đây mới gọi là gì? Cái chỗ chuẩn nhất của Phật giáo chúng ta. Chỗ đúng nhất của nhà Phật chúng ta. Mà hàng phàm phu không thể bàn cãi, không thể với tới được, không thể diễn tả, không thể dùng bút sách, giấy vở, bút mực mà có thể gì mà diễn tả hết được. Điều này cũng giống như gì? Giống như người khát nước tự uống vậy, nóng lạnh họ tự biết. Giống như người gì? Đói họ tự ăn,
tự cảm nhận sự đã khát và sự no nê như thế nào vậy. Còn chúng ta đem kể lại cho người khác, họ cũng không thể biết hết được. Họ đói, chúng ta kể là cái sự vui mừng, cái sự sung sướng của việc được ăn no nó như thế nào, họ cũng không thể biết hết được. Cho nên ở đây, giai đoạn cao nhất cái điều mà chúng ta phải hiểu của Phật giáo này là gì? Chính là gì? Phật giáo xuất thế. Đây là chỉ cho những bậc xuất gia chân chính đạt được cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn, tự do tự tại, giải thoát khỏi gì? Tất cả những ràng buộc của thế gian. Đối với ba độc tham sân si hết sạch không còn, đối với những thị phi nhân ngã của thế gian cũng cái gì nguội lạnh không còn. Cho nên Phật giáo tu từ thấp cho đến cao, dành cho tất cả những người gì, những người sơ cơ cho đến những bậc gì? Những bậc gọi là thượng căn thượng trí, mà nhà Phật chúng ta gọi là phổ cập các căn đầy đủ, ba căn thượng trung hạ đều có thể theo Phật, đều có thể tin Phật, đều có thể theo Phật và đều có thể tu Phật để được giác ngộ và giải thoát vậy. Mong rằng tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hiểu rõ gì trong năm cái điều về Phật giáo trong buổi đầu xuân năm mới ngày hôm nay mà thầy chia sẻ, để chúng ta có cái nhìn xác thực hơn, đúng đắn hơn về Phật giáo, mà đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta, để chúng ta cảm thông, để chúng chia sẻ, để Phật giáo luôn được đồng hành cùng dân tộc, cùng với các cấp chính quyền đảng, nhà nước và nhân dân, những người yêu nước thật sự, để xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường. Chứ đừng có gì, hơi một tí là chúng ta nhìn vào vài cái vết đen ở trong Phật giáo, tức là một vài tăng ni Phật tử phạm trai phá giới hoặc là làm sai, mà chúng ta quay lưng lại với Phật. Hôm qua hôm kia thầy có đọc thêm một cái bài báo, xem một cái clip ở trên mạng xã hội. Một cái tác giả họ viết là tôi xin quay lưng lại với Phật, hay là tôi quay lưng lại với Phật. Viết một cái bài họ đọc, tôi quay lưng lại với Phật. Xin thưa các quý vị, họ tưởng đó là ngon, chia sẻ với nhau rầm rầm trên các trang mạng xã hội, nói là sư bây giờ tu hành thế nọ thế kia, chùa bây giờ thế nọ thế kia, chùa làm kinh tế, sư làm kinh tế này nọ kia, đủ các thứ bà giảng. Thư sư tham lam, sư ích kỷ, sư vô học, sư thiếu đạo đức, sư ăn chơi, sư trác táng, sư này sư nọ sư kia. Tại sao chỉ nói những cái sư như thế mà không nói đến cái sư vì đạo pháp, sư vì dân tộc, sư trong cuộc chiến tranh hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, sư cởi cả sa khoác chiến bào. Tại sao không nói sư trong đợt phòng chống dịch Covid vừa qua, từ miền Bắc các sư gì hàng vài trăm tăng ni gì vào miền Nam mặc áo blue để xông vào giữa tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh để cứu gì, cứu người. Tại sao không nói đến một ngôi chùa, một người bạn của thầy cùng học với thầy, một người bạn của thầy, cả ba thầy trò đi chống dịch và không may cả ba thầy trò trong một ngôi chùa đều gì, đều mất hết. Đó, các vị nghĩ xem tại sao không nhắc đến những vị sư như thế, những tấm gương như thế, mà họ chỉ nói là gì, sư này sư nọ sư kia. Đó, cho nên chúng ta là người học Phật, là người lãnh đạo, là người cầm cân nảy mực,
chúng ta phải có một cái nhìn nó công bằng, nó chuẩn chỉ. Khi đặt ra ngoài bút, viết thành ở câu văn, ghi băng, ghi hình, đưa lên các trang mạng truyền thông chính thức hoặc không chính thức của nhà nước, của quốc gia cho phép, họ phải đều nghĩ đến cái hậu quả của nó. Vì vậy mà Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta chân chính, những cái bài viết, những cái bài giảng như thế, chúng ta không chia sẻ, không share, không like, không gì, cũng không thèm xem luôn. Họ quay lưng với Phật giáo, kệ cho họ quay. Một ngày nào đó, không may gặp họa, họ mới biết rằng nhận thức ấy của họ đã gì? Là hoàn toàn sai. Nếu như trong kinh Địa Tạng nói đến không may mà gì, cuộc đời này họ không tu nhân tích đức hành thiện, báng phá tam bảo, bất tín nhân quả, bài xích chứ đạo đức, nhân phẩm của người khác, làm phá đi chính tín của người khác, phá vỡ đi cái niềm tin của người khác. Đến khi vừa nhắm mắt xuôi tay, ngưu đầu ngục tốt đến lôi sành sạch đi và vứt vào trong cái biển gọi là biển gì? Trong kinh Địa Tạng gọi là biển gì? Biển nghiệp, trồi lên hụp xuống, khổ đau vô cùng. Đến lúc đó thì kêu trời, trời chẳng thấu. Gọi Phật, Phật cũng không thưa. Vì lúc còn sống mình có tin Phật đâu. Mình có tin trời đâu. Có tin nhân quả đâu. Mà lúc đó được trời, được Phật, được Phật, được Thánh, được Thần Linh gia trì ủng hộ cho. Lúc đó chỉ có một con đường, đó là gì? Vào A Tỳ Địa Ngục nhanh hơn tên bắn mà thôi. Trong kinh Phật dạy về Mục Liên, câu chuyện của Mục Liên và cứu mẹ chúng ta thấy rồi đúng không? Rồi trong kinh Thủy Sám đọc chúng ta thấy cũng rất nhiều rồi đúng không? Rồi trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc cũng thấy gì? Rất nhiều rồi đúng không? Rồi qua những câu chuyện tâm linh có thật từ xưa đến nay vô số rồi, đọc không xuể, kể không hết rồi các quý vị. Vậy mà có người họ còn oai, thậm chí thầy nghĩ chưa chắc đó là phải là Phật tử. Đấy, chưa chắc phải là người đi chùa, mà là một người theo tôn giáo khác. Họ viết cái bài đó và họ đưa lên mạng, họ đọc. Chúng ta có kiểm chứng đấy là người đi chùa đâu, là người Phật tử đâu, là người theo Phật trước đây đâu. Và chúng ta lại vô tình, những thậm chí là có những tăng ni còn chia sẻ cái bài đấy mới đau chứ. Ngu ơi là ngu, ngu mất phần xã hội. Phật tử chia sẻ thì đã gọi là gì? Là thiếu trí tuệ rồi. Mà tăng ni, những người xuất gia còn chia sẻ cái bài đấy thì gọi là ngu ơi là ngu. Chẳng khác nào Đảng Cộng sản lại đi gì? Lại đi tuyên dương công đức Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ của Mỹ vậy. Mà đi gì? Đi bôi xấu, đi hạ bệ những đồng chí, đồng đội của mình vậy. Cho nên thầy bảo là những vị sư mà đi chia sẻ, đi share, đi like những cái bài giảng như thế thì thực sự nói là gì? Ngu mất phần người khác. Còn những Phật tử mà chia sẻ thì gọi là thiếu trí tuệ, thiếu niềm tin. Đấy. Cho nên ở cái thời kỳ xã hội phát triển, thế giới quay cuồng trong các tin tức chính tà bất phân này, ở cái thời kỳ mà thời đại công nghệ, công nghiệp, công nghệ 4.0 này, cái gì cứ đưa lên mạng, Zalo, Facebook, tách tách một cái là có hết. Chúng ta rất khó để quản lý, kể cả các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công an hay là Bộ Thông tin Truyền thông trung ương của nhà nước cũng khó quản lý hết được các quý vị. Cho nên cứ chúng ta mà vô tình mà vào cái bẫy của tà đạo, của ngoại đạo, của những người phá pháp, những người phản pháp, chúng ta rơi vào cái bẫy của họ, tự mình giết mình. Và từ đó một số các cơ quan báo chí, truyền hình nhà nước vào cuộc lại bơm thêm dầu vào nữa.
Thế là dần dần là gì? Họ quay lưng với Phật Pháp, họ theo ai? Họ có vô thần không? Không. Niềm tin tâm linh luôn luôn có trong mỗi người Việt của chúng ta, ít nhất cũng chiếm được 80-90% dân số. Họ không theo Phật thì họ phải tìm một cái chỗ dựa tâm linh, những tín ngưỡng khác họ theo. Tôi không nói là họ theo tôn giáo nào ở đây, nhưng khi họ theo một cái tôn giáo mà không đồng hành cùng dân tộc, nó lớn rồi, nó nhiều rồi, nó mạnh rồi, họ quay lại họ gì? Họ chở cờ bất cứ lúc nào. Cho nên những người làm công tác quản lý, những người làm báo chí viết lách, xin các vị cũng hoan hỉ cho, thầy không dám dạy khôn gì đâu. Hãy nghĩ về dân tộc, hãy nghĩ về đất nước, hãy nghĩ về sự đổ xương máu của cha ông chúng ta, trong đó có cả những tăng ni Phật tử, có cả những cha mẹ người thân của các quý vị nữa. Đổ xương đổ máu để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc, giành lại sự thái bình thịnh trị như ngày hôm nay, mà chúng ta không tỉnh táo, không khôn ngoan để biết đâu là gì, đâu là chính, đâu là tà, đâu là người trong nhà, đâu là người ngoài. Người bên ngoài họ đâm, họ chọc, họ thọt vào đó để cho gì? Họ phá vỡ cái khối đại đoàn kết của dân tộc ta đó. Một ngày nào đó hối hận không kịp, giống như Ukraine, tự mình đem kéo đổ tượng Lenin, kéo đổ tượng của những vị anh hùng của dân tộc mình, và kết quả chúng ta thấy bây giờ xảy ra gì? Chiến tranh loạn lạc. Muốn yên cũng khó mà được yên. Muốn hòa bình lập lại trong một vài ngày tới còn khó hơn là bắc thang mây trèo lên trên trời vậy các quý vị. Cho nên chúng tôi chỉ mong rằng những người tri thức, những người yêu nước, những người có trách nhiệm với dân tộc này, với đất nước này, chúng ta đều phải dùng cái con mắt sáng, dùng cái tâm bao dung để mà đối xử với nhau. Thấy cái lỗi lầm của nhau thì bảo cho nhau cùng tốt lên. Đó mới là gì? Xây dựng một khối đại đoàn kết toàn dân. Đó mới là cái điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngài mong muốn. Bách gia chăm họ, tất cả người dân Việt Nam chúng ta sau khi giải phóng ách áp bức nô lệ của thực dân Pháp và đánh đuổi đế quốc Mỹ, lập lại hòa bình, chúng ta đừng có quên hòa bình và chiến tranh. Nó giống như lật và ngửa úp bàn tay này thôi các quý vị. Chiến tranh hay hòa bình đều do chúng ta. Chớ có gì chà đạp lên xương máu của cha ông mình để tạo ra những lỗi lầm không thể sửa sai được trong tương lai vậy. Thôi, buổi pháp thoại hôm nay cũng đã hết giờ rồi. Chúc tất cả đại chúng chúng ta một năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý. Cầu gì phù hợp với nhân quả, với đạo đức, với pháp luật, dần dần đều được gì? Sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Nam mô A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.